Quý vị đang tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Đài Việt Mỹ Television và bây giờ Ngọc Thùy kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, nữ học giả Trung Cộng dùng mắt kính gián điệp chụp trộm tài liệu ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Một nữ học giả Trung Cộng bị bắt gặp quả tang sử dụng loại mắt kính gián điệp cố gắng máy chụp hình để chụp trộm một số tài liệu của Viện Nghiên cứu Hán Nôm tại Hà Nội. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, nguyên phó giám đốc Thư viện Hán Nôm Việt Nam đã cho hay như vậy vào hôm thứ Tư, ngày 31 tháng 10 trên trang blog Xuân Diện Hán Nôm của ông. Theo lời kể của tiến sĩ Diện, thủ thư của Viện Nghiên cứu Hán Nôm vào sáng thứ Ba bắt gặp một nữ độc giả đang chụp trộm tài liệu. Cô này đến từ Viện Nghiên cứu Nam Dương thuộc Đại học Hạ Môn của Trung Cộng. Khi tạm giữ điện thoại của nữ học giả Trung Cộng để khám xét, các giới chức của Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã tìm thấy 175 hình ảnh của những trang sách trong Thư viện Hán Nôm. Những hình ảnh được chụp bằng mắt kính gián điệp được chuyển thẳng vào điện thoại di động của nữ khán giả mà không cần dây nối. Viện Nghiên cứu Hán Nôm tại Hà Nội không phải là một thư viện công cộng, là một thư viện chuyên ngành nhưng vẫn mở cửa cho tất cả người Việt Nam và người nước ngoài có thể đến nghiên cứu. Tuy vậy, tại đây có một số ấn bản quý và ấn bản đặc biệt của những cuốn sách được đề nghị không được chạm đến vì đã trở thành hiện vật lịch sử. Những người muốn có bản sao của những tài liệu này phải làm đơn để được xét duyệt, rồi nhân viên viện nghiên cứu sẽ sao chép và gửi cho người khách đó một bản sao. Được biết, nữ học giả Trung Cộng đã nộp đơn xin bản sao của hàng trăm cuốn sách nhưng không được chấp thuận, thưa quý vị. Và bản tin tiếp theo nói về Thái Lan bắt giữ 3 tàu cá và 14 ngư dân Việt Nam trong vịnh Thái Lan. Một tàu hải quân Hoàng gia Thái Lan vào hôm thứ Hai 29 tháng 10 đã bắt giữ 3 tàu cá của ngư dân Việt Nam với 14 thuyền viên. Với cáo buộc là các tàu cá này cào lòng biển trong vịnh Thái Lan để thu hoạch bào ngư bất hợp pháp. 3 chiếc tàu cá bị chiến hạm HTMS Cameronsin bắt gặp và buộc phải đầu hàng. Sau đó thì tàu hải quân Thái Lan đã đưa cả 3 tàu cá và các ngư dân Việt Nam vào khu vực hải quân số 2 ở tỉnh Songkhla vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Ba. 3 chiếc tàu cá bị bắt gặp đang cào lòng biển để bắt bào ngư ở khoảng 39 hải lý về phía bắc đảo Lusin, thưa quý vị. Và các thuyền trưởng Việt Nam cho biết họ đến từ tỉnh Kiên Giang và tỉnh Cà Mau, cũng như thú nhận rằng họ vào vịnh Thái Lan để đánh bắt bào ngư. Theo báo mạng The Nation dẫn lời giới chức hải quân Thái Lan cho biết, nhà chức trách nước này đã thông báo cho Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam và dự trù có hành động pháp lý đối với các ngư dân bị bắt giữ trước khi trục xuất họ về nước. Giới chức khu vực hải quân số 2 của Thái Lan cho biết, trong năm tài khóa 2019, bắt đầu từ tháng này, đã có 4 tàu cá Việt Nam bị bắt giữ cùng với 14 thuyền viên. Trong năm tài khóa trước, thì khu vực hải quân số 2 đã bắt giữ 40 tàu cá Việt Nam cùng với 216 thuyền viên. Các ngư dân Việt bị buộc tội đánh cá bất hợp pháp trong lãnh hải Thái Lan. Và cũng tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, thầy Nhất Hạnh sẽ ở Việt Nam cho đến khi viên tịch. Ngày thứ Ba 30 tây tháng 10, thầy Thích Từ Đạo, người có nhiệm vụ cai quản chùa Từ Hiếu trong chức vụ giám tự tổ đình Từ Hiếu, đã nói với báo Zing rằng trong lần trở về Việt Nam này, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã xin cư ngụ tại tổ đình Từ Hiếu để tịnh dưỡng từ nay cho đến khi viên tịch. Thầy Từ Đạo nói, thiền sư Thích Nhất Hạnh chọn Từ Hiếu là nơi tịnh dưỡng lúc cuối đời, bởi đây là ngôi chùa mà thuở thiếu thời, thiền sư đã xuất gia học đạo, giống như lá rụng về cội vậy. Thiền Từ Đạo cho biết, khi đến chùa, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã vào lễ Phật, lễ tổ tại chánh điện của chùa, rồi lên nghỉ ngơi tại khu phòng mà thầy từng ở lúc mới xuất gia. Sức khỏe của vị thiền sư nổi tiếng 93 tuổi được mô tả là khá tốt. Một ban thị giả được chùa thành lập để chăm lo việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của thiền sư. Thầy Nhất Hạnh đã từ Bangkok bay về Đà Nẵng vào hôm thứ Sáu. Đến chiều Chủ nhật thì thầy về chùa Từ Hiếu, thưa quý vị. Và cũng tại Việt Nam tạm giữ tàu chở gần 3.000 tấn than. Thưa quý vị, tàu Thuận Phát 88 đã bị câu lưu tại xã Tam Quan, huyện Núi Thành vào đêm 26 tháng 10. Tàu hàng Thuận Phát 88 thuộc một công ty đặt trụ sở ở phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội,
có trọng tải gần 1.600 tấn do Nguyễn Sĩ Hưng, 44 tuổi, quê ở Sầm Sơn, Thanh Hóa, làm thuyền trưởng, thưa quý vị. Và tàu đã đang chở hơn 2.800 tấn than, hành trình từ Quảng Nam đến Đồng Nai. Khi đến khu vực cách cảng Dung Quốc khoảng 5 hải lý thì bị kiểm tra. Trên tàu có 10 thuyền viên không trang bị dụng cụ cứu hỏa. Toàn bộ hợp đồng hàng hóa trên tàu là bản photo không có giá trị pháp lý. Hợp đồng kinh tế thì không ghi rõ ngày tháng năm ký kết. Hợp đồng vận chuyển có sự khác biệt với hợp đồng kinh tế và các biên bản thuê tàu. Và bản tin tiếp theo nói về đề nghị phá dỡ biệt phủ trong rừng phòng hộ Sóc Sơn, có cả ca sĩ Mỹ Linh. Thưa quý vị, chính quyền thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các chủ nhà tự tháo dỡ cơ ngơi của mình trong rừng đặc dụng Sóc Sơn. Nếu không thực hiện thì chính quyền sẽ quyết định cưỡng chế, bất kể chủ nhà là ai. Đó là tuyên bố của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đưa ra trong một buổi họp vào thứ Ba 30 tháng 10. Theo truyền thông trong nước, thì ông Chung yêu cầu nghiêm phạt các trường hợp vi phạm quy định về xây dựng ở huyện Sóc Sơn và đặc biệt yêu cầu tháo dỡ 27 tòa nhà trong rừng phòng hộ, trong đó có biệt phủ của ca sĩ Mỹ Linh. Gần đây thì công luận trong nước đặc biệt quan tâm đến tình trạng nhiều người giàu có mua đất trong rừng Sóc Sơn để xây biệt phủ và xây khu du lịch sinh thái. Thành phố Hà Nội đã từng yêu cầu huyện Sóc Sơn điều tra tình trạng xây dựng trái phép tại đây từ năm 2008, nhưng tới nay cuộc điều tra vẫn không tiến triển. Mới đây thì báo chí trong nước đưa tin các quan chức địa phương đã cấp hơn 200 hồ sơ chuyển nhượng đất rừng cho những gia đình giàu có, khiến cho đất trong rừng phòng hộ bị tàn phá. Một trong những trường hợp được nói đến nhiều nhất trong vài tuần trở lại đây, đó là biệt thự của vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh. Nữ ca sĩ bị dư luận mạng xã hội phản đối mạnh mẽ sau khi công khai đồng ý với việc xây dựng nhà hát giao hưởng tại khu đô thị Thủ Thiêm ở Sài Gòn. Đây là nơi mà hàng trăm gia đình không ngừng khiếu kiện từ hàng chục năm qua, sau khi đất của họ bị nhà cầm quyền thành phố cưỡng chế, thu hồi một cách sai trái. Ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã nói với báo chí ngày 18 tháng 10 rằng việc cấp sổ đỏ cho ca sĩ Mỹ Linh là trái pháp luật. Việc này cần phải được sửa sai. Và tại Vĩnh Long, thưa quý vị, Vĩnh Long đã cầu cứu vì Trung Cộng ngưng mua khoai lang. Giới nắm quyền tỉnh Vĩnh Long đã cầu cứu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vì Trung Cộng đã ngưng mua khoai lang khiến cho khoai bị giảm giá mạnh trong mấy ngày qua. Truyền thông trong nước loan tin này vào ngày thứ Ba 30 tháng 10 vào năm 2018. Cụ thể thì tỉnh Vĩnh Long đề nghị Bộ Nông nghiệp hãy xem xét, báo cáo chính phủ để thương lượng, thỏa thuận với phía Trung Cộng đưa khoai lang vào danh mục hàng hóa được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long thì khoai lang là một trong ba cây trồng chủ lực tại tỉnh này. Hiện sản phẩm này đã chiếm hơn 8% giá trị sản xuất trồng trọt của tỉnh. Từ năm 2012 cho đến nay, diện tích khoai lang của tỉnh được duy trì, phát triển ổn định từ 10.000 đến 14.5 ngàn mẫu hecta. Tổng sản lượng đạt từ 300.000 đến 400.000 tấn mỗi năm. Trong nhiều năm qua thì khoai lang ở Vĩnh Long chỉ xuất khẩu tiểu ngạch, chưa là chính ngạch sang Trung Cộng. Và trong những tháng cuối năm 2018, giá khoai liên tục giảm mạnh, thấp hơn giá thành sản xuất, làm cho người trồng bị thua lỗ. Chính quyền tỉnh Vĩnh Long nói rằng giá khoai giảm là vì phía Trung Cộng tạm ngưng nhập cảng, không phải lỗi của chính quyền. Và bản tin nói về người tốt việc tốt, thưa quý vị, nhặt 3 lượng vàng, bà phụ quán cơm ở Bến Tre trả lại cho chủ. Nhặt được chiếc túi chứa tài sản có khoảng trị giá là 3 lượng vàng khi đang phụ dọn dẹp quán cơm tại chợ xã Sơn Phú, huyện Dòng Trôm, bà làm công đã tìm cách trả lại cho người bị mất. Nói với báo Thanh Niên vào ngày 31 tháng 10, ông Huỳnh Văn Ngân, trưởng công an xã Sơn Phú, huyện Dòng Trôm, đã xác nhận cho biết mời bà Nguyễn Thị Thắng, 49 tuổi, ngụ ấp Phú Hòa, xã Sơn Phú, đến để giao số tài sản khoảng 3 lượng vàng cho bà Nguyễn Thị Ri, 59 tuổi, ngụ ấp Long Thuận, xã Sơn Phú. Theo ông Ngân thì khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, bà Thắng tìm đến công an xã thông báo về việc mình đã nhặt được tài sản của ai đó bị đánh rơi tại quán cơm ở khu vực chợ xã. Trong chiếc túi rút ni lông màu đỏ,
mà bà Thắng giao cho công an xã có chứa 7 chiếc nhẫn trơn, 3 sợi dây chuyền và 1 cà rá cũng như một mặt dây chuyền. Ngoài ra trong túi còn có giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Ri. Kể với báo Thanh Niên, bà Thắng cho biết gia đình bà làm vườn dừa, nuôi con trai út hiện học đại học ở Sài Gòn. Vào mỗi sáng bà thường đến phụ con dâu mới ra riêng để bưng bê dọn dẹp tại quán cơm ở chợ xã Sơn Phú. Do sống cùng xã nên trước đó bà Thắng cũng có vài lần gặp bà Ri nhưng chưa biết tên. Sáng nay thì bà Ri bồng cháu nhỏ đến ăn sáng tại quán. Trong lúc dọn dẹp, bà Thắng thấy chiếc túi rút màu đỏ nhưng không biết của ai. Tại công an xã, bà Ri mừng không cầm được nước mắt khi nhận lại được số vàng này. Bà cho biết sáng nay bà định ra chợ bán vàng để lấy tiền mua lứa heo con và sửa lại mái nhà bị dột. Bà Ri đề nghị tặng ít tiền để cảm ơn nhưng bà Thắng không nhận. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến quý khán thính giả phần tin Việt Nam và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức hôm nay của chúng tôi. Ngọc Thủy cảm ơn sự theo dõi của quý vị và một lần nữa kính chúc quý vị một ngày lễ Halloween thật là vui và bình an bên cạnh gia đình và các cháu em bé thì thật là nhiều niềm vui khi xin kẹo và chúc bình an đến toàn thể gia đình quý vị. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.